Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi là paracetamol và acetylcysteine có tương tác với nhau hay không? Thì câu trả lời là không. Tuy nhiên, một số người, ví dụ như cô của mình, hai cô của mình là thạc sĩ dược lý dược lâm sàng của Đại Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh á, đều trả lời là paracetamol bị giảm tác dụng bởi acetylcysteine. Mình sẽ bắt đầu bằng cơ chế của nó. Paracetamol không phải là một chất gây độc cho gan và thận. Ở gan thì nó sẽ được liên hợp với glucuronic hoặc là sulfat để tạo thành chất không độc và cái chu trình này khoảng 60% ở đây là khoảng 30% này còn lại một lượng nhỏ paracetamol khoảng 2 đến 10% được chuyển hóa các CP450 mà cụ thể là CP34 và cp 2 m 1 tạo thành nắp quy cực độc đây là một chất cực độc nhưng mà nắp quy vừa được tạo ra sẽ phản ứng với glutathione tạo thành chất không độc liền khi mà lượng paracetamol bắt đầu cao lên và quá liều nếu mà trên 8g một ngày thì có thể làm cạn kiệt dự trữ glutathione và khi trên 70% glutathione bị cạn kiệt thì nắp quy có thể phản ứng với protein trên gan và thận và gây hoại tử tế bào gan và thận thì ở đây acetylcystein là một thuốc được sử dụng rộng rãi nhất giải độc cho paracetamol bằng các cơ chế như sau một là kích thích tổng hợp glutathione hai nó là tiền chất của glutathione luôn nên có thể giúp bổ sung glutathione. Thứ ba, acinicitin có thể trực tiếp phản ứng với nắp quy và tạo thành chất không được phải đào thải ra ngoài cơ thể. Và thứ tư là một người, số người cũng tin rằng là acinicitin làm giảm sự hình thành của nắp quy. Tuy nhiên mà cơ chế này thì chưa được làm sáng tỏ rõ ràng và chưa được nhiều người đồng ý. Thì ở đây acetyl chỉ làm giảm nồng độ của nắp quy Mà nắp quy không có tác dụng giảm đau hạ sốt Mà uh, acetyl không đụng chạm gì đến nồng độ của paracetamol hết Cho nên không thể nói là acetyl làm giảm tác dụng của paracetamol được Đó là một sai lầm Mà theo mình nghĩ, sai lầm này là do không nắm vững cơ chế của thuốc